Hello các bạn. Hôm nay mình đi ra vườn của mình chia sẻ với các bạn cái vườn của mình nó như thế nào khi trời lạnh ở Canada xuống. Đó, các bạn thấy không? Mấy cái cây lê, cây hồng giòn của mình nó đã rụng lá hết rồi, không còn gì nữa. Bây giờ là nó chỉ nằm ở đó, nó ngủ đông thôi, nó chờ tới mùa xuân năm sau, khi mà hết lạnh đó, thì bắt đầu nó sẽ ra bông rồi ra lá. Ở bên cây này, cây nó ngộ vậy các bạn, nó ra bông trước rồi nó ra lá sau, tại vì nó cũng đi theo cái thời tiết á, nó phải tranh thủ có 2 tháng hè nó phải ra hoa kết trái. Theo ở xứ nóng thì lá ra trước rồi bông rồi trái nó ra sau, ở bên đây thì bông với trái nó bông nó ra trước rồi lá nó ra sau. Đây là cái vườn rau của mình á, có nhiều loại thì nó cũng ngổm hết rồi. Đây nè, đây là mấy cây củ khoai tây của mình á, mình thu hoạch rồi nó còn sót á, nó lên năm nào cũng vậy, nó lên đầy đất luôn. Đây nó còn mấy cái củ nhỏ nhỏ ở dưới đó các bạn, cái mỗi năm nó mỗi lên là mình không có phải cần trồng cái mới. Còn đây là cái đám tỏi của mình nè, tỏi ở đây thì nó chịu mùa đông nha các bạn. Cái này khi mà vừa hè hết rồi xong cái mình lấy cái củ tỏi á, mình chỉ chiết ra từng tép cái mình chôn nó dưới đất á, là bắt đầu nó lên như vậy nè. Mới có giờ có mấy tầng mà nó lên cao như vậy à. Rồi thì nó mùa đông thì nó nằm đứng nguyên vậy đó. Nó nằm êm vậy đó, nó chờ cho tới nhưng mình không chết nha, nó cái lá nó cũng xanh mặc dù mà trời lạnh hay là có tiết nó cũng xanh như thường, nó chỉ đứng ở đó thôi. Rồi khi mà trời ấm á thì bắt đầu cái nó vươn lên trở lại đó. Các bạn thấy không, nó có lòi cái củ nó lên này nè, nó cũng ra cái củ nó cũng lên hơi to to chút rồi nè. Ở đây tỏi ở bên đây rất là dễ trồng các bạn. Mình chỉ đi vô tiệm mình mua cái củ tỏi nó về, cái mình lấy cái tép nó ra, cái mình đút nó xuống rồi chôn dưới đất, cái thì nó tự nó lên thôi à, không có cần phải ương gì hết. Thì cái đám tỏi này mình bây giờ mình trồng nó lên như vậy thì sang tới cái mùa hè năm sau là mình thu hoạch được rồi. Ở đây thì mình trồng ngay cái mùa thu, khi mà mấy cái loại cây khác bắt nó tàn á, là mình ghim nó xuống, là sang năm mùa hè là mình có tỏi mình ăn. Đó, mấy cây này của mình nó rụng lá, nó ngủ đông hết rồi. Đây là cái cây hồng giòn nè, lá rụng ra đầy đất kia nè. Ở xứ lạnh là vậy đó, mùa này là bắt nó rụng là nó còi cọc không còn lá nào hết. Đây mình đi ra mé sau này coi còn cây gì. Đây là cái hòn non bộ của mình, thì non bộ này thì nó đa số là nó có mấy cái cây sống 4 mùa cho nên thì nó còn xanh, còn mấy cái cây nào mấy cái bông đầu thì nó tàn hết rồi. Nhưng mấy cây kiểng thông này thì nó sống quanh năm, nó 4 mùa luôn. Cái cây Japanese Maple của mình thì nó đổi màu lá rất là đẹp không các bạn? Thì chắc cũng vài bữa nữa thì nó lá nó rụng rồi, nó cũng ngủ đông, còn cái thân chưa đổi thôi. Nhưng mà bây giờ nó chuyển cái màu đỏ rực luôn, thấy rất là đẹp. Đó, nguyên cây vàng bầu của mình nó cũng đi rồi, trơ trọi hết.
chỉ còn có mấy loại cái cây nào mà nó chịu lạnh được thì nó xanh, như cái loại cái rau keo này thì nó sống quanh năm mình ăn thường được. Này chút nữa mình lấy cái bịch đó mình bọc nó lại cái mình giữ mình ăn luôn mùa đông được, nó lên nó chịu lạnh được. Cái rau keo này, rau này rất là mạnh, nó không chết. Đây là cái giàn nho của mình nè, nó rụng sạch lá hết rồi, không còn gì hết. Năm nay buồn thiệt á các bạn, giàn nho của mình năm nay trái quá chừng luôn. Nhưng mà khi mình đi về Việt Nam 2 tuần cái trời nó trở lạnh, cho nên nguyên một giàn nho của mình nó bị úng hết. Tại vì mình không có ở đây để mình thu hoạch đó các bạn, cho nên nó bị úng hết. Năm nay mình không có thu hoạch nho được. Đáng lẽ gì năm nay là giàn nho của mình trúng nhiều lắm á. Các bạn còn nhớ cái video kỳ trước của mình quay mà lúc bón phân cho giàn nho của mình á, trái keo lủng lẳng rất là nhiều luôn. Bây giờ là chỉ còn như vậy thôi. Tại mình đi 2 tuần rồi, cái ở đây không có ai để ý cho nên trời lạnh xuống cái nó bị úng luôn. Nên bây giờ nó còn treo lủng lẳng nè, các bạn thấy không? Đáng lẽ gì giàn nho của mình năm nay thu hoạch lớn, nhưng mà rốt cuộc không có thu hoạch được. Làm vườn cũng cực lắm nha các bạn. Mình phải chăm sóc, mình để ý nó chứ mình mà bỏ nó sơ sót chút xíu là nó đi không. Cây cà chua của mình thì nó còn xanh, cây này thì nó không chịu ngừng ra trái, nhưng mà chắc ít bữa nữa thì nó cũng ngủm luôn. Cái này nó cứ ra trái hoài không ngừng luôn. Cái cây loại này mà nếu mà trời mới còn ấm là mình ăn quanh năm luôn á, không tàn. Nó cứ bò ra để nó lên trái, bò ra để lên trái tiếp. Đây của mình cũng có một cái đám tỏi nữa nè, không các bạn thấy không? Trời lạnh á thì đa số mấy cái loại khác nó tàn hết, chỉ có cái tỏi nè, cái tỏi nó vượt lên xanh mướt với cái rau xà lách son. Rau xà lách son ở đây thì trời nó lạnh lạnh thì nó lên tốt hơn, mà trời nóng các bạn, cái loại rau này giống như nó thích hợp cái khí hậu mát hơn, cho nên mùa này thì nó lên xanh tươi hơn. Cái này mình còn ăn được vài lần nữa. Các bạn thấy không? Nó còn lên xanh tươi nè. Nhưng mà lạnh quá thì nó sẽ úng đi. Nó vừa vừa thôi thì nó còn chịu được. Rồi, đây là cái vườn rau của mình vào cuối mùa thu. Mùa thu là sắp sửa sang đông. Trời cũng lạnh rồi. Chỉ có chờ sang năm mùa ấm lại rồi mình tiếp tục. Bây giờ là mình để cho nó ngủ yên. Ok, vậy mình có nhiều đó thôi, mình tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tới. Chào các bạn.